Mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang xem video clip ở trên channel của Hình Văn Thanh Quang. Trong video clip này thì Thanh Quang sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sao để chúng ta thiết kế logo và upload logo và web bán hàng phần mềm. Bây giờ cho bạn xem qua cái web nha. Đầu tiên, đây là một cái web và đây là cái logo. Và làm sao để chúng ta thiết kế logo này và những cái phần mềm mình đang up lên. Và cái website này các bạn có thể bán hàng các mặt hàng như giày dép nè, rồi hay hoặc là điện thoại nè, tất cả đều được nha. Thì cái web này mình đang làm về là chuyên cung cấp giải pháp phần mềm marketing cho tất cả mọi người và cả doanh nghiệp. Và đây có những cái phần mềm ưu đãi lên tới từ 10% đến 50%. À, cái này được 40%, 40%. Đấy. Bạn mua thì cứ liên hệ trên đây hai số này ha. Rồi, ok. Web này mình đang hoàn thiện thôi, thì chắc trong tầm vài ngày nữa thì nó sẽ hoàn thiện về cái là phần mềm memo automation nha. Rồi, bây giờ đi vào phần thiết kế. Đầu tiên các bạn phải cần có một cái tài khoản Canva cho mình nha. Rồi nếu mà các bạn chưa có tài khoản Canva thì các bạn tạo một cái tài khoản Canva miễn phí. Rồi sau đó bạn xem cái clip này của mình nha. Đây, tặng 1.000 tài khoản Canva Pro, rồi dùng clip này và đăng ký nha, để chúng ta có được một cái tài khoản giống như mình để các bạn làm thiết kế rồi và không bị hạn chế. Tiếp theo, để làm ra được một cái như thế này, đầu tiên các bạn phải có logo. Logo bạn tự thiết kế, logo gọi logo thương hiệu ha, chứ Q là quan á. Những màu sắc này là màu sắc của cái vòng xoáy, như vòng xoáy vũ trụ về các hiện tượng và các giải pháp. Đây, ok, và đây các bạn có cái ảnh này cũng được. Đây, bạn muốn tạo ra được cái hệ thống ảnh này để dành để kết nối vô những cái mà bạn thiết kế cũng rất là tuyệt vời ha. Cái này cũng có một cái clip mình chia sẻ rồi, và clip này đây này, thiết kế 50 logo đó, bạn tự xem và tự làm cho mình ha. Rồi, bây giờ để làm sao thiết kế được một banner này thì đầu tiên các bạn sẽ xem cái kích thước tỷ lệ trước nha. Ở đây, cái bài này mình đặt với tiêu đề là Coaching Web Blogger thiết kế logo, upload logo, và cái công cụ thiết kế, cái này là của việc mình lưu để mình thiết kế. Và kích thước của logo này nó là 199 và nhân 50 pixel. Thì đầu tiên các anh chị sẽ mình sẽ nhân bản lên nha. Thôi mình làm cái mới đi. Rồi làm cái mới, rồi cái xíu bạn xem xong quá này. Đây, ví dụ mới đi, ra home. Rồi, bây giờ cái kích thước này đúng không? Kích thước ảnh logo 199x50 mình muốn thiết kế mới luôn. Thì các bạn sẽ click vô phần là Custom Size. Rồi chúng ta gọi vô 199 và cái chiều cao nó là 50. Được chưa? Rồi tiếp đến mình sẽ click vào Create New Design. Đó, ở đây thì nó sẽ tự đề xuất ra những cái mẫu đó, bạn có thể lấy qua tự thiết kế hoặc là đây ví dụ đó. Rồi đó, khi nó ra bạn chỉ việc là sửa lại thôi. Ví dụ mình làm là phần mềm phông chữ, hồi tính sau phần mềm emo automation. Rồi cho nhỏ lại, đổi phông chữ đây nè, phông chữ rất là nhiều ha. Đó đó, này tùy các bạn xem bạn thiết kế ha. Đấy đấy, nó lạ không, phông lạ ha. Rồi welcome to, ở đây welcome to phần mềm MMO automation, cho mình cho nó lớn lên, tại này nó banner nhỏ nha các bạn nha. Trên thiết kế mình thấy nó bự vậy ha, nhưng mà thật ra lúc mà up lên thì nó nhỏ xíu à. Rồi giờ ở đây không, các bạn muốn thêm cái logo, cái thương hiệu, bạn click vô phần download nè. Đây mình đã up sẵn lên rồi nè, đó click chuột kêu vô. Đó, logo thương hiệu. Đó. Welcome to đây.
đó. Thấy chưa, ở ngoài memo các bạn có thể chỉnh là thí dụ là bạn muốn cho đổi màu sắc, đổi màu đỏ đi đó. Phần mềm thì nếu mà công nghệ thì cái màu của nó là blue blue bạn à, những màu này nè, blue hay màu tím đó. Rồi emo cho màu đỏ, rồi cái automation này thì cho màu xanh đó. Rồi bây giờ như vậy đúng không? Và để cách nhân bản thì các bạn nhấn vào nút Atlas đó, mình nhân bản ra rồi mình chọn cái dưới nào, mình cho nó lại thành màu trắng hết đó. Rồi sau đó bạn kéo này lên. Đó, anh thấy không? Cho ra nè. Đó, còn không á thì bạn sẽ click chọn đây, click vô ba gạch đây nè. Vô effect. Rồi bạn tự tạo ra cái lớp shadow nè. Rồi chúng ta chỉnh cho bảng là bảng trắng nè, thấy không? Rồi click ra góc này nè, ta chỉnh. Đó. Đó, thấy chưa? Nó lên màu sắc đẹp không? Đó. Rồi, mình chỉnh sao mà đó. Nó đẹp là được rồi. Đó. Rồi. Phần mềm MMO Automation. Để bạn cho nó bự ra xíu. Bạn bỏ cái dưới đi cũng được. Đó, đây ở đây phải không? Cho bự hết cỡ luôn, tại này cái banner nhỏ mà bạn. Welcome to phần mềm MMO Automation. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xuất ra bằng cách xuất bằng file PNG. Mình tải xuống. Đó, hay hoặc các bạn chọn thiết kế theo một cái kiểu nào đó bạn chọn, thấy không? Đó, cái hình này thì mình chọn ở bên kia. Đó, nhiều cách để chúng ta thiết kế. Rồi, giờ mình sẽ vào cái block của mình ha. Rồi, vào cái block để mình thay cái phần này cho bạn xem nha. Đầu tiên mình vào phần playout nè. Qua tới phần này nha. Blogger nè. Thì mình đang thiết kế trên blogger. Rồi, bạn click vô phần logo, nếu mà cái giao diện bạn loại nào tùy loại nha. Của mình là loại bán hàng. Và bán hàng hay là bán phần mềm, tất cả gì liên quan tới mà giải pháp cho mọi người á thì phần mềm nó sẽ đáp ứng được. Ha. Đấy. Đấy. Được chưa? Rất là đẹp. Đó, để kéo ra. Và đây nè các bạn. À, tiết lộ với các bạn nha, đây là những cái phần mềm này nè. Những phần mềm này đang được miễn phí. Thì các bạn chỉ việc là như thế này nè, hé lộ nha. Bạn chỉ vô đây theo như giỏ không, bạn lít cái nào cũng được, lít tự động nó tải về luôn nha. Làm luôn các bạn xem nha, ví dụ cookie không, lít vô. Rồi sorry cái này mình chưa code cái tải cho bạn. Đợi xíu hồi mình kiểm tra lại nha. Tại những cái mà bạn thấy không đồng á, là được miễn phí nha. Đây thử cái này coi, encode lại chưa, như chưa đó các bạn thấy không, thì nó đứt ra, nó sẽ tải xuống luôn cho bạn nè. Đó, thấy chưa? Thì như vậy các bạn chỉ việc là tải về và sử dụng thôi, cài đặt sử dụng, thấy chưa? Và symbol UID là gì thì các bạn có thể kéo xuống nè. Đó, mình viết ra chi tiết hết cho tất cả mọi người ha. Còn ai thắc mắc gì mà muốn cần giải pháp marketing thì cứ liên hệ 0353548072 gặp Thanh Quang nha. Rồi ok, chúng ta quay lại tiếp tục bài học. Để chúng ta thay logo thì click vô đây à, và ở đây đúng không, nó là email và chúng ta chọn vô phần là upload email. Rồi sau đó click vào cái là true file, là chọn cái file đó. À, các bạn đã tải về chưa? Đây tải về rồi, sau đó up lên. Rồi ok.
bạn click vào sale và giờ đưa ra xem lại web đây, thấy không? Phần mềm MMO Automation, thấy không? Bạn nhìn vậy thấy không, thấy cái trên nó bị dư nhiều đúng không? Thấy không? Thì mình vô mình chỉnh lại này, chỉnh đẩy nó lên, thấy không ạ? Cái lúc mình thiết kế khác nha, còn lúc nó ra thì nó lại khác, cho nó bự lên xíu. Đó, cho lên cao tí. Cho to lên. Bự quá. Rồi, vậy đi ha. Cho nó xuống. Đó, MMO hiện lên ha. Rồi. Quá đẹp rồi đúng không? Rồi chúng ta xuất lại. Đó. Quá trình thiết kế là vậy các bạn, nó phải chỉnh chu ha. Rồi giờ mình sẽ up lên lại. Chọn cái dưới. Chọn file. Cái này nè. À, cái này chứ không bàn mới đúng. Rồi mình click vào sale, hãy là xem lại. Đấy, giờ bạn thấy ok chưa? Phần mềm MMO Automation, miễn sao người ta nhìn lên ta biết à, cái trang này nó đang nói về cái gì. Phần mềm có nghĩa là ở trong đây tất cả đều là phần mềm, giải pháp phần mềm marketing hết, và mình đang up lên rất là nhiều nha. Có những sản phẩm hỗ trợ các bạn, các anh chị, các bạn, cả doanh nghiệp luôn, có thể làm bán hàng tự động, rất là nhiều cái hay, và mình đang cập nhật lên dần lên đây hết. Ok, và sẵn đây mình làm tới đâu thì mình sẽ làm cái bài hướng dẫn để cho tất cả mọi người biết cách để làm trên blog. Còn bây giờ mình sẽ hoành lại một lần nữa từ đầu nha. Từ đầu như cái này mình gọi là, lúc này mình gọi là note lại cho nhanh, thấy không? Note lại nhanh nè, thiết kế web blog hướng dẫn chỉ một clip thôi. Rồi, đầu tiên là gì chúng ta cần thiết kế, mình sẽ nhắc lại luôn nha. Thiết kế thì mình dùng trên Canva, không cần Photoshop. Nếu các bạn nào muốn làm trên Photoshop thì cũng được, thì Photoshop lại thì Canva cũng na ná nhau. Nếu mà Photoshop thì nó sẽ cực hơn và nó sẽ không có gọi là tiện lợi nhiều hơn của thằng Canva. Tại Canva nó có đề xuất những cái người ta làm cái bố cục sẵn, còn bên Photoshop thì các bạn phải tự tư duy. À, tự sáng tạo thêm nhiều nữa. Rồi mỗi bên nó có cái lợi, đôi khi bổ trợ nhau rất là ok. Rồi cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, nếu bạn chưa có tài khoản kênh Khoa thì mình đã nhắc các bạn rồi ha. Bạn vào trong kênh YouTube của Huỳnh Văn Khoan và cái phần tặng tài khoản này, bạn xem hướng dẫn và tạo cho các bạn một cái tài khoản và được kích hoạt lên bản đồ. Rồi ok. Rồi tiếp đến, nếu các bạn muốn làm những cái logo nhỏ thì xem cái bài này giùm mình nha. Rồi sau đó làm theo. Rồi sau đó bạn sẽ vô phần thiết kế bằng cách là gì? Đầu tiên mình sẽ click vào Home. Bạn yên tâm đi, những phần này nó tự lưu lại cho bạn đó. Nó nằm đâu? Nó nằm đây nè. Audio Design nè, bạn click vô đây đi. Đó, nằm trong đây nè, không có mất đâu. Cái thằng Canva nó hay chỗ đó đó. Nếu bạn mà xài dùng bản mà phiên bản miễn phí mà bắt bản nâng cấp lên là một năm bạn tốn mấy triệu đó nha. Đấy. Còn bạn làm theo mình thì bạn không bị tốn phí. Thôi. Tiếp đến, cái tiếp theo là cái 50 logo. Rồi sau khi bạn thiết kế nè, thì bạn gõ cho mình nè, vô đây nha, vô phần custom size nè, 199x50, tùy theo cái dạng logo của bạn nó là thuộc loại gì nha, nhỏ to hay gì đó. Bây giờ mà vậy là vừa rồi. Rồi tiếp đến, các bạn sẽ up lên. Sau khi thiết kế thì tải về xong up lên ha, để chọn vô phần logo hay phần layout à. Thường thường logo nằm trong layout không à, thì giao diện các bạn như thế nào, nếu giao diện miễn phí thì nó khác, còn cái giao diện này giao diện có phí, có nghĩa là giao diện này mua, đúng không? Mua thì nó sẽ đương nhiên nó phải đẹp và nó phải khác hẳn thôi, đúng không các bạn? Đấy, ok. Và đặc biệt cái sử dụng cái này á, thì các bạn chỉ kỳ công cho việc thiết kế đó, bạn phải design thiết kế được thì mới làm ra website bạn đó, thấy không? Cái này chạy slide đúng không? Này bạn phải tự tư duy thiết kế, này phải tự tư duy ha. Đó, bạn phải nắm được cái thiết kế xíu,
Rồi. Ok, còn bạn nào muốn có những cái giao diện Devlog thì mốt bạn sẽ lướt vô đây nè. Lướt vô thì sẽ ra một cái trang là giao diện của mình sẽ cung cấp cho bạn luôn nha, với một cái kinh phí rất là rẻ luôn để bạn làm thiết kế trên Weblog. Mình thấy Weblog là nó tương đối là dễ dàng nhất cho bạn ha, cho việc bán hàng hay là làm hệ thống seeding đủ thứ. Còn nếu mà bạn mà làm trên hệ thống gọi là WordPress thì nó lại khó hơn và giao diện nó lại phức tạp hơn và nó sẽ tốn thời gian nhiều hơn của các bạn. Ok. Như vậy vì clip này cũng khá dài rồi, mình sẽ tạm dừng tại đây. Chúc các bạn biết cách thiết kế logo và upload logo lên blog một cách dễ dàng nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip hướng dẫn và chia sẻ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.